Teun đang nghiên cứu mấy con thằn lằn này nè mấy bạn. Đây là giống thằn lằn có bản năng tự vệ kỳ lạ nhất trên đời. Mỗi khi bị tấn công nó sẽ sợ đến nỗi phun máu 1,5 mét bay thẳng vô kẻ thù. Tên gọi chính xác của nó là Horned Lizard, thằn lằn quỷ gai. Máu nó phun ra có trộn với một loại hóa chất rất là thúi, khiến kẻ thù khiếp sợ. Mà Teun nghĩ đó là axit của loài kiến đen. Vì mỗi ngày con vật này nó ăn ít nhất là 25.000 con kiến đen. Với lại, nó không có dư nhiều máu đâu nha các bạn. Mỗi cú phun máu sẽ lấy đi 1/3 tổng lượng máu trong cơ thể. Nên chỉ khi gặp nguy hiểm tột cùng nó mới dùng đến tuyệt chiêu cuối này. Mục đích là để làm cho kẻ thù hốt hoảng bỏ chạy là chính. Ngoài ra, khả năng đổi màu theo thời tiết liên tục của nó cũng rất là độc đáo. Trời nóng, da sẽ vàng nhạt hoặc đỏ. Trời lạnh sẽ đổi sang màu tối liền. Rồi thêm cái khả năng uống nước qua da cũng thật là quá kỳ cục. Thêm vào đó là việc đi lại của nó cũng rất quái dị. Đi vài bước lại đung đưa qua lại một lần. Nói chung Tiôn không thể làm cho nó sợ để phun máu cho các bạn coi được. Chỉ có thể giới thiệu đôi nét cho bạn biết. Ai hứng thú với nó thì phải chia sẻ đăng ký ủng hộ kênh Tiôn nhiều vô. Càng nhiều người quan tâm đến loài vật nào thì Tiôn sẽ làm nhiều video hơn về loài vật ấy cho các bạn xem. Vậy nha. Bye bye.